Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì những khu vực tập trung đông cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã trở nên vắng vẻ, nhà hàng, quán ăn điều hưu so với ngày bình thường. Theo ghi nhận của phóng viên tại các khu Trung Hòa, Nhân Chính, Mỹ Đình, Sông Đà, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân, những con phố được mệnh danh là phố Hàn Quốc ở Hà Nội, lượng người đi lại mua sắm, ăn uống đã giảm mạnh so với ngày thường. Nhiều hàng quán xung quanh ảm đạm, vắng thực khách, thậm chí đã đóng cửa. Người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang kín mít, ngay cả khi nói chuyện, uống cà phê. Khu vực cái đường Trần Văn Lai cũng như khu vực Sông Đà, Mỹ Đình này thì cái lượng người đi lại có vẻ là ít hơn. Và đồng thời là người dân dân Việt Nam cũng như là dân Hàn Quốc là ra đường họ cũng có phần đeo khẩu trang nhiều lên. Lượng người ăn người Việt cũng như là người Hàn Quốc thì cũng có vẻ giảm đi so với ngày thường. Trong các quán ăn của Hàn Quốc thì chủ yếu là người Hàn Quốc họ đến họ ăn ở khu vực này rồi. Khu vực Mỹ Đình, Cang Nam, quận Nam Từ Liêm là nơi tập trung nhiều người Hàn Quốc nhất ở Hà Nội. Theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, hiện trên địa bàn quận có 9.127 người Hàn Quốc, trong đó tạm trú dài hạn là 8.166 người, ngắn hạn là 961 người. Họ sống rải rác ở 10 phường nhưng tập trung chủ yếu ở phường Mỹ Đình 1 là 3.173 người và phường Mễ Trì là 4.364 người. Trao đổi với phóng viên, đại diện Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, trung tâm đã chuẩn bị phòng cách ly và luôn có đội phản ứng nhanh khoảng 10 người được trang bị theo đúng quy định của Bộ Y tế. Khi phát hiện trên địa bàn có trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đội phản ứng nhanh này sẽ kịp thời làm những chuẩn đoán ban đầu và chuyển người bệnh đến các bệnh viện tuyến trung ương. Tại các trạm y tế cấp phường đã bố trí cán bộ đi tuyên truyền, nhắc nhở người dân cũng như cộng đồng người Hàn Quốc trên địa bàn chủ động phòng chống dịch.